A Cường ơi, mình nhận được vấn rồi và cùng với mấy anh em đi đặt vấn của bác đây. Chỗ này nước chảy rất mạnh mà lưới vẫn chịu tải tốt thật. Tẹo nữa có thành quả em sẽ báo cho bác kết quả nhé. Bác nào mua hàng liên hệ ngay với A Cường uy tín nhé.